Chào các bạn, tên là kênh Chi Tiên Dừa và đây là Chi Tiên Đen. Lên Chi Tiên, lên, lên bàn. Đây là bữa cơm đông đủ gia đình. Lên, lên Tiên, đi, lên đây. Sẽ giới thiệu các món ăn. Chi Tiên lên chứ giới thiệu các món nè. Ủa hủ gầy đẹp chưa? Hả? Ủa tặng mẹ. Dữ. Rồi, lên. Lên Tiên. Giới thiệu các món ăn nè. Đây là khô. Ủa khô nãy mày nướng hả mẹ? Ừ. Nướng lửa than hả? Ừ. Nướng lửa than nha, còn bếp lửa không? Đây, khô nướng lửa than. À, thấy không? Lần trước là hết lửa, lần này có lửa thì nó lửa than nè, thấy không? Đã không? Ui nè. Đó. Bếp này ở dưới quê hầu như cũng gần tuyệt chủng rồi, giờ tao sẽ bếp ga không à. Bếp này tại hồi xưa đời xưa tiền lại á. Để mình nướng đồ ăn. Cái nấu mà cái bếp ga nướng không có ngon. Không có nướng bếp ga, có bếp nướng nhưng mà nó cũng không ngon. Mà nó không ngon, nướng lửa than có bếp nó ngon. Sau này là có bếp nướng rồi. Ừ. Chứ không phải nướng bếp ga. Nhưng mà tại vì muốn nướng lửa than cho nó ngon. Rồi chị Tên đã vô ghế. Tên ăn gì Tên? Chờ quý nó quay xong mình ăn sạch luôn vậy. Cái mặt đó nè. Ngày em cũng nãy. Đây. Rồi đây đây là món lẩu cá kèo. Lẩu này gọi là lẩu hấp cẩm nè. Nước dừa, có nước dừa đúng không mẹ? Ừ. Ủa nước dừa đây nữa hả? Đây đây là ca nước dừa nha, còn đây là ý là trong lẩu có nước dừa. Rau hôm nè. Rau nhúc, rau muống, trời. Lẩu nhìn đã quá. À. Cá kèo là món khoái khẩu của mình và có tôm nữa nè, cua đó mẹ. Cua là bên đây. Thôi được rồi. Đầy lắm. Thôi được rồi. Để đi. Được rồi. Thôi. Đâu có đâu, có thấy cua đâu. Nè. Cua nãy mới mua được hành quả. Chiến tích. Thấy không? Lục lên. Nấu lấy nước ngọt. Lấy nước ngọt. Quỷ nó không chụp đó. Vậy mà nó. Chà, mày đứng nói một câu là. Nào tao mới được ăn. Còn vô ngay chỗ này lên chỗ kia này quay chừng nát mới được ăn. À, hàng quay hàng chập tôm à. À khen Tên nè, Tên giỏi nè, Tên rồi cô lẩu quá ngon luôn, hấp cẩm ủa nhiêu mày lột chứ mày không có để nấu hả mẹ? Mẹ? Giờ bỏ vô cũng được, nước nhiêu ngon lắm. Đó, nhiêu nè. Mới tính lên thử không dám ăn cua mà nhớ lại. Này cua ngon mà, nãy thấy cua ngon á. Ăn thử rồi. Bữa xuống nhà trường lại ăn. Ăn nào? Bữa xuống nhà hàng trong công ty á. Rồi em ăn đi. Rồi con nhá, con nhá đi mày cho. Hàng ăn đi, có gì đâu. Ăn đi em. Khui. Khui. Ủa, Tên đâu? Tên hả? Đây là xì Tên Đen. Buồn lắm. À, hỏi là xì Tên đó hả? Ừ. Buồn lắm xì Tên Đen. Mẹ có gì Tên đỏ rồi sao? Đây Tên đỏ nhóc. Đây xì Tên Đen mua để uống lạ thôi. Để không dám ăn. Vô kèo. Uống khoái khẩu. Cá kèo này trong quán. Ngay bữa không phải do cua đâu, do con yêu hay đậu. Tại con bệnh á. Với tại con bệnh yếu hả? Ngu, ăn cua hay đậu. Nãy ông mua con đó. Ông giới thiệu ông nói ngon. Ông chơi mua con yêu hay đậu nữa. Đâu dám mua tới đậu. Có ăn con yêu được không? Ừ. Tôm sẵn. Bố chuyện ăn ngon. Ngon. Ủa, em đâu rồi? Không hả? Thì ngon. Nhiều ăn không biết ăn nào trước. Đáng lẽ để cái kia để mai nướng. Bộ lòng tối là tối. Tối về nướng. Cà phê để mời đi. Nướng rồi. Mai giờ vừa khuya biết còn lửa không, ai nhấm con giờ lửa ngon. Tôi quên. Giờ lửa ngon. Lửa ngon nướng luôn còn. Khuya là mấy ngày tự đốt. Con quy là từ xa bắt quy đốt.
Ai nhưng cái này vậy? Ai nhưng này vậy? Ngon quá. Cá kèo. Cá kèo không biết để có. Cá kèo vô. Cá kèo đồng không? Không, cá kèo này không đồng. Để kèo vô nha. Ăn hết không? Không tối vậy ăn tiếp. Giờ cũng mệt mệt ăn lỗ lỗ nhiều. Đi vậy đi nhà kèo nha. Để khuya vậy ăn cũng được. Không, không, không. Ăn vậy được rồi. Ừ, tối vậy ăn quá sắp cầm. Gì vậy chơi? Tại vì ăn nhiều rồi. Không khô. Không đặt nó. Cái khô này có đụng đâu. Nhiều. Mấy nay trà có lạnh không mà? À, mấy nay trà đây có lạnh không? Ủa sao mấy nước dừa mày uống? Nãy mày uống gì? Gì? Cái này tượng ừ. Đi câu cá chứ để tôi hỏng câu đá rồi không được ăn. Ngu. Tối nay về câu cá đây người. Cái gì? Trời ơi, tối đi câu cá hả? Ủa tối câu được không dạ? Tối câu gì dính không? Ban ngày có gì dính hả? Cho ăn nữa hả? Ê, con cá này cũng biết ngủ nữa. Nhảy đi, nhảy đi. Có không? Tại không có gì ăn quá đó. Thế là phải cho nó gì ăn đó mình mới cho. Câu gì đó. Ủa con chưa? Con chưa xong mà ăn luôn. Ngồi không? Để cho bà nội thêm. Tại con tôm nặng lắm. Ừ, để gì để siêu thị đóng cửa đó. Đi ngồi đi về đi. Sao tại giờ giờ đó nó đói. Giờ cho nó vô. Nó đi thầy biết gì giờ cho nó đi. Để mà nó ngủ ổn đó. Vậy đi hoàn tiếp. Vô đi cho đã luôn. Rồi giờ chuẩn bị cả nhà mình đi rồi. Chúc thầy. Thầy nấu đem theo. Hoàn tiếp. Con xe bưng nha. Lại mới dùng được con món lẩu à. Ngon nhiều. Nhiều nhỏ. Nhỏ. Chúc về bà nội cho mâm nha. Hôm nay kinh tế khó khăn này. Chúc về bà nội cho mâm nha. Ngon. Mâm. Ăn chút miếng rồi. Thầy mệt cả nhà nhé. Ngồi. Là để review khô cho cô ra. Rồi bữa nào làm review cho cô. Những ngày đang quay nhiều máu. Đang coi theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn.